Giới thiệu dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam. Đây là buổi phát thanh xã Kim Tân, huyện Eva. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Để tìm kiếm các thông tin hữu ích góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình, đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Gates tài trợ với tổng kinh phí lên tới 50 triệu đô trong thời gian 5 năm từ 2011 đến năm 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138 TTGQHQT về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam. Dự án do quỹ Bill Gates tài trợ và được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,